Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào tất cả các khách hàng của HTX Giao Phúc Sen. Em là Vin, hôm nay em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác hai mã dao. Đấy chính là hai mã dao mèo size 20 nhá. Các bác ạ, hai cái mã này nó là hai cái mã mà em bán chạy nhất từ trước đến nay luôn nhá. Một mã là dáng vỏ nhọn và một mã là dáng vỏ vuông, có tết xe mây và có cái là chắn đồng nhá. Đó, em hôm nay thì em sẽ lên hai cái mã này, chi tiết hai cái sản phẩm này về lưỡi cũng như là cho mọi người xem về kiểu dáng của nó, nếu các bác mình ưng cái nào thì mọi người có thể lựa nhá. Thật ra thì hai cái sản phẩm này về chất lượng lưỡi cũng như vỏ nó đều như nhau thôi. Nó đều được thiết kế từ một loại gỗ và cũng như là thiết kế từ một loại thép mít thôi. Tuy nhiên thì thiết kế dáng vỏ nó khác nhau ấy, giá thành nó sẽ khác nhau nha các bác nhé. Ok mọi người nhé, đây là mẫu dao vỏ nhọn dao mèo M20, có mã là M20NC, các bác có thể nhìn thấy vân gỗ lên nó đẹp dã man như thế này ạ. Ôi nó đẹp từ đều từ cán đến vỏ luôn nha các bác nha. Đây ạ, cả đằng sau lẫn mặt trước đó. Gỗ của bên em nó là gỗ tự nhiên nên là mỗi cây thì mọi người sẽ nhìn thấy là nó sẽ lên một cái vân gỗ khác nhau, tuy nhiên là nó sẽ rất là đẹp nhá. Và ở đây sẽ là lưỡi dao nha mọi người ơi, đây là lưỡi dao. Đấy. Đây là lưỡi dao mèo 20cm nhá. Chiều dài lưỡi của sản phẩm này sẽ là 20 này. Và độ dày ở đây cho em khoảng 3,5 đến 4 mm. Đó, có khâu và chốt đồng và khâu đồng và chốt đồng. Rất là đẹp như thế này. Và cái này thì phù hợp cho tất cả các bác mình có thể mang đi phượt, đi câu, đi cắm trại. Hoặc là mình sử dụng lao động ấy, mình sẽ dùng những cân cây nhỏ mà mọi người thích nhỏ gọn, mọi người lấy cái này. Thì các bác sẽ chặt được củi và chặt được những cành tre nó không cứng quá. Tại vì là nếu như các bác muốn chặt củi cứng và tre cứng thì các bác phải lấy cái dao mèo size 28, còn đây là 20 nên là nó sẽ vừa thôi nhá. Ngoài ra mà khi mà dùng trong gia đình thì các bác mình sẽ dùng được cho em là mình dùng để chặt gà và thái lọc rất là tốt, có vỏ rất là an toàn như thế này. Thì các bác mình có thể mà bỏ vào ba lô túi sách đi thoải mái, và khi mà mình dùng xong ở trong nhà ấy thì các bác có thể treo lên để trang trí hoặc trưng bày cũng rất là đẹp nha mọi người nhá. Đây sẽ là cái vỏ của nó này. Chế độ khoán dao rất là tốt, mọi người kéo sang bên này nhá thì nó sẽ có chế độ khoán dao cho mọi người. Đó, để trưng bày này hoặc là mang đi phượt, đi camping và sử dụng trong gia đình đều rất là ok. Mã này có mã là M20NCD, giá bán là 620.000 nhá. Rồi ok mọi người, tiếp theo đó chính là mẫu dao mèo 20 vỏ nhọn. Mẫu này em gọi nó là mẫu dao mèo hoàng gia, có mã là M20DX mọi người nhá. Ở đây các bác có thể nhìn thấy ở đây có tết những cái dây mây nhá. Có dây mây và ở đây em gọi đây là dây rừng này. Ở dây đay ạ, và ở đây sẽ có cái đồng xu may mắn. Và tiếp theo thì con này nó sẽ có một cái lá chắn đồng ở đây này. Cảm giác sẽ rất là an toàn cho mọi người. Và cái tay cầm của nó sẽ hơi cong ạ. Hơi cong khi các bác mình cầm ấy, thì nó rất là êm tay nhá. Em sẽ bỏ nó ra đây. Đây là lưỡi 20cm mọi người ơi. 20cm này thì các bác mình cũng như con lúc nãy thôi, mình có thể dùng để chặt cây, chặt củi và chặt tre nhỏ. Và dùng trong bếp thì các bác sẽ dùng được là chặt gà vịt này, chặt sườn. Và có cái lá chắn đồng rất là an toàn cho mọi người sử dụng. Tuy nhiên thì cái lá chắn này cũng tùy từng bác thôi, có bác thích, có bác thì lại không, thì em có đầy đủ tất cả các size. Nhưng mà hiện tại em giới thiệu mọi người là size 20 nhá mọi người nhá. Đây có vỏ cực kỳ an toàn, con này có mã là M20DX này, chế độ khóa dao này, mọi người kéo nó sang nó sẽ như này là khóa dao nhá. M20DX, giá bán của cái này là 750.000 nhá mọi người nhá, 750.000. Đó. Cái là tùy theo vào sở thích của các bác thôi, các bác thích vỏ nhọn hay vỏ vuông thì mọi người cứ lựa chọn nhá. Nếu như các bác mà ưng ý sản phẩm nào thì mọi người có thể nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho em nhá. Số của em là số 0987240733 nhá mọi người nhá. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc tất cả các bác có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.